hello mình là nam ngô và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sáng à, ghé thăm uh, farm của uh, sang nguyễn ha sang nguyễn cũng có kênh youtube ha cho nên anh xuống đây 300 cây á à, Giờ sang sẽ dẫn mình đi coi cái uh, bộ sưu tập của sang ha ở đây có một vài bạn rất là hot nè Thanos nè uh, lexer nè cosmo nữa nè và đặc biệt có một à, bạn trước nè. sang làm ra đó là uh, lesbet hả dạ đúng rồi à Let's Red. ok em gọi dẫn mọi người đi tham quan đi Hello mình là Nam Ngô đây. Ok các bạn, sáng ngày hôm nay đi chơi ha. Hôm nay mình đang có mặt ở uh, cái dầu uh, An Giang, uh, <laughs> ghé thăm uh, farm của Sang Nguyễn ha. Sang Nguyễn cũng có kênh YouTube ha. Uh, mọi người uh, theo dõi thì uh, rất là vui luôn anh em sáng giờ đi uh, như 300 cây hết ta. Từ trên anh xuống đây 300 cây á. Đúng đúng rồi. Chạy tạm đây. đi từ uh, 6 giờ sáng tới giờ tới đây. Uh, sẽ quay cho mọi người coi ha. Nói chung là Sang thì thường xuyên cũng uh, quay uh, trên kênh cái không gian này rồi cho nên là xuống đây cũng không có lạ lẫm gì hết ok vậy bây giờ nhờ Sang sẽ dẫn mình đi coi cái bộ sưu tập của Sang ha đặc biệt là Sang ở đây có một vài bạn rất là hot nè Thanos nè uh, lesser nè Cosmo nữa nè và đặc biệt có một bạn uh, rất là đặc biệt mà mùa này mùa trước sang làm ra đó là uh, Let's Red, huh? Dạ đúng rồi. À, uh, Let's Red. Ok em gọi dẫn mọi người đi tham quan đi. Lá anh bắt em hết đất nữa, anh <laughs> không trốn <chốn> được đâu. Thôi <laughs> giờ anh 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 cứ giới thiệu với em. <laughs> ok, em giới thiệu mấy bé này dòng gì dòng gì nè. Đây là những bé ghét thường thôi anh, chứ người ta Đây là những ghét hết để làm nguyên liệu đi. Làm những con ba bi thôi chứ không hết. Thì con dòng mấy bé, bé này nè. À uh, uh, này là hai bồ ha. Dạ hai bồ Hai bồ, Đó. À ờ oh, đủ cặp luôn đủ quá đủ ngon đèn cái uh, bé này mùa gòi phối chưa ta mùa này mùa gòi nó phối rồi mà nó chưa đẻ anh chưa đẻ dạ. xả trứng không chưa xả luôn chưa xả mùa này chắc kẹp rồi dạ. tại tụi này chậm lớn bé bé này ngoan sẵn không cái dòng ừ. cái dòng lester thì nó nó đầm tính lắm dạ đúng ấm dễ thì uh, hôm nay là cái cái tour mình đi uh, một cái tour an giang ha các bạn ha Hôm nay là anh em An Giang tổ chức một cái buổi biết show à, Quy tụ rất là nhiều anh em của tất cả các tỉnh Thành về chơi à, Tương đối là đông đủ rồi Thì hôm nay mình sẽ đi một cái tour của tất cả những anh em An Giang Nói tất cả thì cũng đúng, một vài anh em An Giang thôi Sẽ ghé Sang trước, nè lát sẽ ghé Lê Duy Tân Rồi qua Nghĩa, Đào Bình Nghĩa, Nghĩa Đào đó. Rồi đó à, à, sẽ đi quay cho các bạn coi ha không gian này bạn nào có nhìn thấy quen chưa? Không gian này rất là quen ha. Đó, những cái cây xô chỗ này nè, đậu nè. Đây là một bé Snow. Ồ, Snow lớn. Ủa này nó giống này Snow hay là hay là Taro ta? Snow anh. Đây, đây là một bé Snow sẽ lớn cho anh em coi ha. Bé đực, đực luôn. Mắt đẹp chưa? Đầu hồng hồng à. bạn này bạn gì này gai tỉa hay là nó nó, à, nó bị hư gai bị đực phối anh đó là hết apino anh à hết apino cái dạng của đó là gin với hết hết đồng bộ luôn à gin hết hết hả dạ này là nó 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 bị con đực nó cạp mất gai hết luôn không cạp quá cạp cái em thấy gì em tỉa luôn cho nó đều bé này mua trước phối chưa phối được chưa không nó mới lớn luôn anh mới Thì lớn luôn à. hả được chim non hả dạ chưa chim non thấy sung quá sung rồi trong này chắc là được anh trong này chắc phói được dạ, ở ở mấy trên... cái gai chỗ này nó bị lủng lủng là sao ta là nó sung quá đó anh sung, quá, quá anh nó, nó lòi dài ra ngoài nó, nó lòi ra ngoài, ngoài luôn, rất ờ, lò ngoài luôn. Ngoài rớt ngoài ngoài rất luôn á mà tại em chưa cho phói nữa ờ cái này là gai sinh dục hả bạn ha dạ. anh này là bi bi cũng tương đối lớn nè mùa này chắc ok á mùa này chịu phói rồi đó bi gai lòi ngoài luôn anh à, bé nó đang thay da này cũng lành á mấy con lanh lanh abino kiếm mấy con lanh lanh là phối ngon phối Đây, bình thường là tự tự kè tự phối khỏe ghe luôn chứ không có nó không có mờ ít mờ ít mờ dạ. thấy đường cạp được dạ. đưa vô là gặp kè đó có con, con là kè đó mà nô trên người nó có những cái, cái 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 sắc tố màu vàng của con abino ha các bạn ha mà best nô này chắc làm từ con con red abino quá cái này em chắc dĩ anh tại em, em nhập bên thái giờ em à, không, không nhập biết thái nguồn nó ở đâu nữa. Cái nghĩa là con này nè các bạn thấy nếu mà không biết trên camera có thấy rõ không nhìn bằng mắt thường nó sẽ thấy nó có ánh xanh dương dạ đúng rồi à, ánh xanh dương mà cái đầu cam cam này á, thì mình nghi là bé này nó Tự sẽ Vết. được làm từ red abino dạ. với lại blue đó ra double head rồi phối ra con bé Snow này đó, người nó nhìn ừ. nhìn nó có ba màu luôn ha tông trắng nhưng mà ẩn đằng dưới da nó là nó là ánh xanh dương trên này có những cái điểm màu vàng À, rồi trên cái đầu hồng hồng rất là đẹp ngoan anh em nào mà chơi nhiều anh em nói là hoặc là những cái bạn nhỏ nói là uh, đang lấn cấn giữa hai bô với lại abino đồ này nọ nhưng mà uh, chưa có tiếp xúc lần nào chưa chơi lần nào thì tìm những con nào mà nó dễ gọi là tương tác nhất á, thì mình khuyên các bạn là chơi dòng abino ha tại vì nó cũng rất là khỏe mạnh ăn uống tốt chứ không có khó chịu như ngày xưa nữa bây giờ cái gen abino nó khỏe mạnh rồi nhưng mà được một cái là những bé abino á do cái đặc tính của cái dòng này là mắt nó bị mờ đâm ra là à, nó nó rất là dễ tương tác nó không có quá gọi là năng động hoặc là quá hung như những dòng khác như cái dòng hai á thì nó cái mắt nó bình thường đâm ra là nó nó rất là lanh các bạn nó rất là hung nếu mà ai mà tới lúc mấy mùa xuân mà không biết kiểm soát nó thì sẽ hơi 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 ngại ngại ha còn đối với abino bạn thấy không rất là ngoan nằm đâu nằm đó à dễ thương ồ ừ, cái màu snow này là cái màu thấp lên ngọn lửa ước mơ trong mình ngày xưa á coi hình tụi nước ngoài nó làm ra được yeah. con snow phải nói là ghiền ha mê yeah. mẩn biết bao giờ mình mới làm được cái dòng này Thì từ từ mình cũng sẽ làm được thôi các bạn cứ đi rồi sẽ tới ha bắt buộc phải đi bắt buộc phải đi đẹp không màu quá đẹp màu quá đẹp ha không có một cái cái uh, vân đen hay là một cái à, dấu luôn. hiệu gì còn lại luôn á sót lại luôn á cực kỳ đẹp bé này năm nay chắc là ra được siêu phẩm ở trên này là lập luôn hết gì em hết snow của chị thủy à blue oh, blue hết snow của chị thủy dạ chị đúng nguồn của chị chia lại một con anh giống anh đực luôn anh đực luôn dạ à, cái gì đó nhắc tới bé, chị thủy sẵn qua clip này nó... bữa nay em qua qua nhà chị thủy chơi thủy ơi Bé này uh, hơi, nó hơi sung hơi nhoi hơi nhịn nó đi bắt ra má công rồi làm nó bé nó sợ nữa trên này là Red hết gì em? Abino với Green Abino hết luôn à. À này ừ. là Red hết Abino các bạn ha. Đó thì gì uh, qua những cái clip trước mà mình có giới thiệu về cái cái cách lai tạo cũng như cái công thức á. Đây là những bé Red hết Abino. Các bạn nhìn vô thì các bạn thấy nó chỉ là một cái con Red bình thường thôi cái kiểu hình bên ngoài. Nhưng mà nếu đây là một cặp á, mùa này phối với nhau thì có thể mỗi trứng nó sẽ có 25% Hạ là bầu. tạo ra con Red Abino ha. Bầu tương tự như vậy ở dưới này là hai bé rin hết abino đó thì hai bé này phối nhau thì mỗi trứng nó cũng sẽ có 25% là ra con abino ha red hết abino là nó ra cái con hồng hồng cam cam đỏ đỏ còn abino thì nó sẽ ra những bé màu vàng trên này cũng tương tự trên này cũng tương tự này là red hết abino ha nó sẽ làm ra red abino ở dưới này là rin hết abino sẽ làm ra abino có một số bạn hỏi là anh ơi nếu mình cho con con red phối với lại con con rin thì nó sẽ ra cái gì red phối với rin thì nó sẽ ra vừa rin vừa red ha tương tự như vậy nếu mà con red hết abino phối với con rin hết abino sẽ ra cái gì thì nó sẽ vừa ra abino vừa ra red abino ha đó đây là những bé baby nè ok bây giờ mình mình sẽ qua đây mình nhờ cái này là phải nhờ sang giới thiệu bé uh, bé 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 uh, less red bé less red là sang uh, phối từ uh, uh, lesser con đực phối với mẹ là con red thì ra một bé uh, Les red ha đó. đó quá đẹp luôn wow sao nó nó phối với lesser mà người nó có sọc ta dạ. hay quá đó. có sọc luôn nè các bạn mình nó có những sọc đỏ ha Như cái mặt nó là giống như ba nó nhiều hơn Ồ oh, con mắt đẹp quá nè yeah. Nắng không? Ở đây thấy rõ không? Ra nắng đi Đó Mà cái màu xanh này anh thấy giống như có dạ quang, màu xanh lá cây á Nó hơi có cái dạ quang nó sáng đúng không? Yeah. Nó sáng hơn cái màu riêng thường Mà con mắt đẹp, con mắt đỏ lừ luôn Mắt đỏ và cái mép này rất là giống Red Sơ ha, nhìn vô cái mép này là sẽ nhận ra Red Sơ liền nè Cái mép nó rất là dày, rõ nét đúng không? Bản dài cũng tốt nè các bạn. Bản dài tốt mà, bản dài to vậy. Hay, dòng này hay, dòng này tới anh sẽ khai thác. Mùa này anh có làm con Lego, Lego. À, cha lesser mẹ là Torin, nó Lego. hai dòng máu. Dạ. Nhưng mà giống như nãy anh em mình có trao đổi á là cái anh thấy cái máu con lesser nó không có mạnh. À, dạ. cái máu của tobago mới là mạnh, mạnh. con nào phối với tobago nó chảy về tobago nhiều dạ. cho nên là anh phối con mặc dù con 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 cha là con lesser con mẹ là con turin thôi dạ. có nghĩa là con turin thì nó chỉ có 50% mươi phần trăm máu tobago thôi nhưng mà bầy con đó, nó sọc nhiều lắm nó y à. như con tobago à, bởi vì con, anh mới nói là theo cái nhận định mà mình trải nghiệm với nhau á thì anh em mình chơi với nhau là phối các dòng để mình trải nghiệm coi là cái nào hay hay thì anh thấy là con tobago nó nó mạnh máu, mạnh máu đúng rồi anh nam nói đúng còn cái miệng cái môi nó dày vậy cái môi nè em nhìn cái mép của nó nhìn vô là biết uh, liền. xa liền với lại một cái nữa là em biết gì phải không nè cái má hàng dây nè đó hàng gai má nè đúng rồi đúng rồi phải đứng qua kế con cha nè y gai má luôn nè gai má nè không khác đó. chỗ nào luôn đó, đó gai nè y chang luôn không thật ra là là uh, anh cũng có coi những cái con uh, uh, của người khác làm với lại bên thái rồi hiếm có con nào giống laser dạ. à, mà con này anh thấy giống thiệt nè y chang luôn nè bạn dạ. y chang luôn gu thường thì nó không có hai đường gai uh, gai má này đâu nha nó nhỏ lắm con này nó to nó dày nè đó. À, nếu mà sẽ coi thêm điều đặc biệt các bạn biết cái điều đặc biệt mà con Lester nó có mà những cái dòng gu khác không có là gì không rất là đặc biệt luôn à, ít ai nói đến đó chính là những cái gai yếm ha những cái gai yếm của dòng Lester đặc biệt là nó sẽ mọc ra dài càng lớn nó sẽ càng dài ra có con dài tới đây luôn nè đó thì bé này sẽ lớn thêm một thời gian nữa mình coi cái gai này có phát triển không thường cái dòng igu khác á thì cái gai cái yếm nó chỉ là một cái hình tam giác thôi nó không có phát triển nó chỉ nhỏ nhỏ vậy thôi đó nhưng mà riêng cái dòng laser á là cái gai yếm nó sẽ phát triển ha đó đây hai cha con à bạn này đầm thiệt cái nếp bạn này đầm quá mặt ngầu ghê mặt ngầu cái 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 mép nè anh em nhìn là thấy thấy giống y chang luôn không khác gì luôn những cái nút này nè con igu thường nó chỉ có nó một cái nút to ở đây thôi còn này nó những cái nút đều 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 nhau nó sắp đó. mà ra con này con mắt nó đỏ đẹp quá đỏ đẹp đực luôn giống cái gì cái hả? cái anh. cái bé này có cái yếm nó bông nhìn thấy máy im. nó bông đều đó Nhoi dữ Đó à, cái, bông cái yếm nó bông rất là đều nó như một cái uh, cái, cánh đó, à, như à. cái cánh hoa đó các bạn như cái cánh hoa đó anh thấy không giống cánh bướm luôn anh từng cái cánh cánh nè à. bốn cánh hàng <laughs> quen là... mà đều luôn hay này... đều coi bên này kìa đều luôn đều luôn <laughs> y như cánh hoa luôn này phải mê mẩn lắm mới ngồi coi như là <laughs> lôi người ta ra rỉ mọ coi hết những nét đẹp luôn mới biết được ôi nghe tiếng quen quá <cười> <cười> tiếng này nó pam ngày nào cũng nghe ok ồ có vẻ cái ngon quá làm giống rồi cái à, những cái bé này á có nghĩa là đầu tiên mình sẽ nói về cái dòng lesser đi cái dòng lesser này mới đẻ ra nó như con rin nữa các bạn cái màu xanh lá cây nó như con rin luôn đó nhưng mà À, tới cái tuổi trưởng thành á đầu nó sẽ biến đổi biến đổi hình thì cái đầu nó sẽ là màu trắng còn cái mình nó sẽ full đen à, còn bé này đó, nó là less red ha nó phối được phối từ lesser cho tới uh, với bạn red thì trước mắt đó mình thấy là trên người nó sẽ có những cái sọc đỏ nè thì về mặt lý thuyết đó, những cái màu đỏ này nó sẽ kéo lan ra nó kéo lan ra từ từ nó sẽ full cái 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 body này là đỏ hết luôn nhưng mà mình uh, có một cái câu hỏi mà vẫn chưa trả lời được tại vì chưa có chưa có nuôi bé nó lớn lên thì không biết là sau này á, cái phần màu đỏ này nó có biến thành màu đen không và cái đầu này nó có biến thành màu trắng giống cha nó hay không là một cái ẩn số mà à, những anh em lai tạo đều biết đều muốn biết cái kiểu hình trong tương lai của nó như thế nào thì từ những cái cơ sở này á chúng ta sẽ có cái kế hoạch cho cái mùa tiếp theo à, phối coi sao làm sao này các bạn nhìn vô cái bé này tại sao nãy giờ mình cứ khen cái con mắt nó đẹp hoài á tại vì con mắt này cái viền nó màu đỏ nguyên con mắt ở trong màu đỏ cũng rất là đậm ha à, có những con màu đỏ nhưng mà cái cái màu đỏ đó lật lật lắm nhìn nó nhạt nhòa lắm nó không có như bé này đó, qua camera là thấy đẹp nè và cái con mắt màu đen đó, nhìn lên là thấy nó nổi bật liền mà đặc biệt nhìn vô là thấy cái vàng mép là là ngay chóc luôn à qua ảnh đẹp ghê vàng mép nó dày cui à môi dày giống giống cái người đang nói <cười> <cười> giống thằng đang nói môi cũng dày may rồi đẹp quá ồ ừ, tính ra con này nó nó có máu laser mà cũng mau lớn chứ em dạ mau dạ. lớn Rất nha lớn đồng như đồng. bình thường á ồ mấy con lego của anh nó chậm lớn quá trời luôn giờ này mà nó như baby <laughs> ừ. nó hai cái dòng máu đều là 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 chậm lớn hết đẹp quá ok em có gì chia sẻ với mọi người đi em bắt anh nói mình vậy Không, em <laughs> cũng là một youtuber mà <cười> <cười> anh cứ chia sẻ với anh em đi ok còn những bé này là red abino nè Dạ luôn ghép em ừ. em bắt cho mình anh cái bé red abino à, cho, cho mọi người coi ồ oh, dưới này còn có Thanos baby nữa nè đó là là tha tao à, này tha tao thấy gai màu đỏ rồi. ok 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 đây các bạn đây là bé red abino ha đó. red abino cũng vậy mới để ra thì nó nó vàng vàng ngà, ngà ngà gai nó màu đỏ càng lớn nó sẽ càng kéo full màu luôn đó đây là bé red abino thì uh, nhiều bạn hỏi là, là Red Abino là được làm từ bạn nào với bạn nào uh, thì uh, Red Abino là được làm từ con Abino phối với con Red thường của mình ha nó ra Red hết Abino giống như mình giới thiệu bên kia phối Red hết Abino với nhau thì mỗi trứng nó sẽ có 25% là ra được con Red Abino này uh, thì đây con này uh, là đột biến uh, thiết kế ha tức là mình sắp đặt ở trong tự nhiên sẽ không có bé này lý do là ở trong tự nhiên con albino nó không có thể sống lâu trưởng thành để mà tới cái tuổi sinh sản được nguyên nhân là mắt nó mờ nó sẽ rất khó trong cái việc đi kiếm ăn thứ hai nữa là cái màu sắc của nó quá nổi bật đi nó sẽ là nó là miếng mồi ngon của những cái thiên địch và thậm chí là trong cái cộng đồng iguana của nó đó nó cũng sẽ bị gọi là uh, xa lánh uh, tại vì nó không có giống với đồng loại của à. nó uh, đó là trong tự nhiên nó là vậy cho nên là trong tự nhiên uh, con albino á là đột biến tự nhiên, có nghĩa là tự nhiên nó gãy cái ADN nó thành con albino. Tuy nhiên con albino sẽ không có sống thọ được ở trong tự nhiên. Thường thường nó sẽ ra đời xong rồi khoảng chừng một thời gian ngắn sau nó sẽ chết lý do là nó sẽ không tìm được thức ăn và nó không thể chạy trốn được trước những cái cái, cái kẻ thù của nó ha. Thì con này chỉ là sản phẩm ở trong uh, lai tạo trong uh, trong nhà thôi. Có nghĩa là tại vì trong nhà mình mới nuôi được cái bé albino nó lớn tới cái tuổi nó con cái thì tới tuổi âm trứng, con đực thì tới, tới cái tuổi uh, sinh sản được đó. rất là hay luôn. thì trong lai tạo nó có đột biến uh, tự nhiên và đột biến thiết kế các bạn ha. <laughs> thì uh, trong uh, lai tạo ngoài cái uh, những cái dạng đột biến thì nó còn có cái uh, dạng uh, lai chéo giữa các dòng với nhau đó. ví dụ như là là bé này, bé này là sản phẩm của lai chéo kết hợp giữa dòng Lesser và dòng red. đó. và uh, có nghĩa là năm đầu tiên sang sang mới thử nghiệm dòng này thôi mùa tiếp theo mình nghĩ sang sẽ còn rất là nhiều kế hoạch đúng không yeah. sẽ nó, nó với lại các dòng gen lặn khác này ừ. nọ cái thứ với nhau nữa sẽ tạo ra thêm nhiều siêu phẩm nữa độc lạ nữa à, thu hút mắt người người nhìn ok quá tuyệt vời luôn rồi tiếp theo là sẽ là cho anh mượn bé tha tao đi tha tao tên này là của anh hòa dương đặt đúng không hòa dương đặt <laughs> rồi cho anh gửi lại hai bé này Hát đây các bạn thấy à, các bạn thấy trong chuồng có một cái thao nước rất là to ha à, nước thì nó nó lấp sắp thôi nước cao quá thì nó nó nói chung để vừa nặng mà nó nó nhiều con nó dù như những con mà nó yếu yếu nhiều khi nó có thể chích đuối trong đó luôn dạ, Cho nên rồi. nước thấp thấp thôi nó mát nó tăng cái tiết diện ok các bạn đây là một bé tha tao à, đây là một dạng đột biến thiết kế cái này là mình kết hợp giữa hai con giống uh, blue và hai bô ha blue và hai bô thì nó sẽ ra double head uh, từ double head đó phối với nhau sẽ tạo ra bé này thì uh, bé này nó nó uh, do anh hòa anh hòa làm ra bé này đầu tiên thì anh đặt tên là tha tao thì nó cũng là một cái tên vui đây là bé bé tha nốt nè các bạn đây mình cho các bạn coi tha nốt, ha này quá đẹp luôn. Bé Thanos màu xám xi măng trong truyền thuyết đây. đây. cho nó qua nó đứng cái cây này đi. Cái màu xám xi măng rất là sang các bạn thấy không? Rất là sang, màu sang thiệt, màu xám xi măng này sang thiệt. À, năm nay hy vọng là mình cũng mình đang có cặp giống, đang có cặp giống của để làm ra cái dòng Thanos này. Hy vọng mùa tới sẽ có sản phẩm. Thì đây là bé Thanos ha. Thì à, gọi là theo như mình biết thì Thái Lan là người làm ra cái dòng Thanos này đầu tiên Đây cũng là một sản phẩm của uh, đột biến thiết kế do con người mình sắp đặt Sắp đặt giữa con uh, Blue và con uh, Abinote tức là con Green Hypo đó các bạn ra Double Head Từ Double Head thì phối với nhau nó sẽ có tỷ lệ ra cái uh, cái bé Thanos này thì cái nó nó cũng tương tự giống như là làm snow snow là làm từ con blue và con abino vàng còn uh, Uh, bé này là làm từ blue và con uh, Abinote, uh, tức là con bô á. Uh. Uh, thì sau khi bé này ra đời á uh, thì uh, anh Hòa đã làm ra cái dòng này. Cái dòng này cũng là thiết kế uh, được làm từ con blue và con Haibo ha, uh, nó ra double head, rồi double head phối nhau thì ra bé này. Thì bé này uh, sau khi bé này là Thanos, uh, bé này mới đẻ ra cũng màu xám ha các bạn ha, mới đẻ ra màu xám y chang là Thanos luôn. Đó nhưng mà do cái cái gốc của nó là gốc hai bô tức là cái gốc đỏ nó có cái màu đỏ cho nên là qua quá trình lột da khoảng một hai lần á, thì những cái gai này nó bắt đầu đỏ lên đó rồi những cái sọc này bắt đầu nó đỏ lên đó thì trong tương lai á, nó sẽ đỏ càng ngày càng nhiều và đỏ full luôn màu của nó màu đỏ của nó rất là đẹp thì nó nó, anh Hoàng mới đặt vui tên là con này tha còn con này là tha tao á. tha tao đi đó các bạn trở vui vui vẻ cũng rất là đẹp ha các bạn ha đó xám cái màu sang cái này nó giống như nó có có ánh xanh xanh ở trong đó nè hay quá bé này cũng rất là ngoan ủa cái dòng thanos này mắt nó mắt có bình thường không ta anh chưa có nuôi dòng thanos nào lần nào anh không biết mắt nó là sao cầm mắt nó là nó hãy thấy đường anh nó mờ nó mờ mà không phải như albino à. nó tự ăn được nó tự biết chỗ nó... đây qua đây qua đây qua <laughs> đây đó mọi người nói đó. nó 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 vẫn thấy đường dẫn thấy đường thấy đường mà nó ăn theo tập tính của đó, là à. nó là nó nhận được tập tính nó giống như là mình cho ăn là tự động lại ăn luôn à là tự ăn tự di chuyển tự hay nắng luôn chứ không ừ. mình không cần mà kiểu như là abino thường nó nhầm loại á ừ. là nó mờ lắm luôn nó đúng không biết ăn nó táp bậy không à ừ. còn này là nó xác định vị trí được ăn được hay cái mắt nó không có không có quá mờ giống như con abino đúng không dạ. nó nó không như con mắt bình thường nhưng mà nó nó không quá như abino dạ abino vừa con tấp phục không à tắp phục tắp lên trên không này à là để vô là biết tự lệ bò ra em này hôm bữa anh thấy là ba anh em kết nghĩa vườn đào là bắt ba ba bạn tha đó luôn thì bạn này là được cái cái, cái. năm nay sẽ làm cho dự, à. dự án là em sẽ cho làm với laser, ôi luôn coi ra hay nào hay quá vậy cái này là bên anh giữ uh, thích hẹp và tại chợ bên đây ôi à ơi, ơi, quá hay luôn nót, kè. ôi con này con này uh, thời điểm này đó các bạn uh, có nhiều bạn sẵn nói về sinh sản thì sang là một cái uh, một cái 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 một cái pha nó nhỏ thôi nhưng mà cũng rất là nhiều cái ý tưởng lai tạo ha trong <laughs> trong cái mùa sắp tới này là sẽ phối Lesser với lại uh, Thanos ha thì uh, nhiều bạn nói anh ơi con em giờ nó sai một mét rồi thì uh, có nên cho nó đẻ hay không uh, sợ nó tắt trứng thì uh, coi gu nó đẻ có một mùa trong năm thôi các bạn là cái mùa gió phối của nó rơi vào tầm tháng 11 một hoặc hàng năm rồi con cái ôm trứng hai tháng thì sẽ đẻ thường thường vào tầm ngay tết ta mình nó ngay tháng 2 Đấy. thì nếu như hiện giờ mà con của bạn một mét á thì các bạn cố gắng chăm dinh dưỡng cho tốt đến lúc khoảng tháng 12 thì nó cũng phải được một mét hai dạ. đó là lúc đó là cái sai đó là ôm trứng an toàn ha và các bạn nên nhớ iguana nó đẻ theo mùa ha mỗi năm nó chỉ có một mùa đẻ thôi chứ không phải là cứ thả được cái vô bất kỳ thời điểm nào nó cũng phối đâu thời điểm này mà nó thả các bạn thả được cái vô nhau nó lơ nhau mà gặp con nào giữ nó cắn luôn con đực mà giữ cắn con cái con cái giữ cắn con đực mùa này là nó nó không có không có gọi là không có nhu cầu về giao phối hay là hay là thèm đực thèm cái gì hết trơn á các bạn lưu ý ha đó bé này ồ ừ, bé này chắc cỡ bé này cộng mít mốt rồi dạ lớn anh lớn rồi dư sức đẻ năm nay là ngon Ôi mùa này con này cầu 40 trứng luôn á Đã luôn á Đẹp quá Bạn này ba gai mũi luôn nè các bạn ba gai mũi ba gai mũi nè Thấy không Thôi dễ thương liếm luôn Nhưng mà bé này là Hy vọng lắm á dạ. Tại nó đầm tính à, Nó, nó không có nhau ngoài Chứ nó sơ tập tính của nó là đưa vô mà nó không nhoi cái là nó nhảy nhảy liền Đúng rồi Là nó đưa vô cái là bung qua liền chứ đúng. không phải là như con gô mình mới đợi thời gian đúng rồi bởi vì cần những con tầm tính nó khó nó dễ con lexer nó rất là khó phó nha các bạn nó vô nó nói chung là theo anh á không biết em ở đây làm sao theo anh á là mùa trước anh có phó lexer rồi dạ. anh thấy cái uh, con lexer nó phó dở nó phó dạ. không có hay như tụi kia dạ. nó cắn rồi không có chặt nó không có biết giữ con cái dạ. cho nên con cái nào mà hơi lanh một chút xíu lanh sang một cái là giột liền dạ. cho nên là nếu mà kiếm được những cái, cái mà đầm tính như thế này nè để vô cho anh lấy sơ anh kẹp vô rồi phối là vô dạ. ăn còn không là giột anh cái không biết lúc đầu anh nghĩ con của anh nó bị bị ngáo à. nó nó cứ nó kẹp con cái nha xong rồi nó cắn mà nó cứ giột hoài giột nó cắn nó giột 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 cái đứt gai còn ta hết mà nó dạ. nó không giữ lại được không nhét vô được bởi vậy anh cũng khói bấy ổ luôn á cuối cùng đậu con ổ à đó là sản phẩm đó là sản phẩm của con lấy sơ cắn nát đó. à cái con <laughs> con con riêng đó là cắn dạ. bấy bá luôn á nó cắn từ trên dưới cắn chùa đấy trên màu đẹp quá không mình mình thật sự mà nói nha à, nãy mình có chia sẻ cái bé snow á là cái bé mà một cái hình tượng mà trong mơ của mình lúc đó là do lúc đó do điều kiện mình chưa có nè rồi cái những cái nguồn gen từ nước ngoài về việt nam nó rất là khan hiếm nè. à chưa sở hữu được con con blue con abino luôn thì mình mình nhìn con snow là cái sản phẩm mà được lai tạo ra từ blue abino đúng đó là đó là cái à, cái mơ ước của mình luôn á nó thắp lên cái cái đam mê của mình luôn á mong muốn một ngày nào đó sẽ làm ra được con snow nhưng mà thật sự khi mình làm ra được con snow rồi không có bê các bạn tại nó đừ quá nó hơi đừ đó yeah. là sản phẩm của hai cái gen nó đừ nhưng mà rất là thích cái màu của con Thanos này ha nếu mà bạn không biết trên camera trên trên hình ảnh đó là có thấy đúng cái màu thật của của Thanos hay không Thanos nó màu xám xi măng mà nó có ánh blue trong đó nữa xanh xanh nó nhìn yeah. nó rất là sang như là đá vậy ha <laughs> đẹp không anh <laughs> thiện vlog <laughs> đẹp anh. rất là tuyệt vời luôn nhìn hút hồn hút hồn ha em còn muốn phối hút hồn <laughs> tại sao nó đem vậy phối <cười> <cười> quá đẹp nhưng mà nó 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 giữ màu cũng tốt chứ dạ. sai này mà giữ màu vậy là ok dạ thì thường nó nhầm con nó sẽ bị tuột con này nó sẽ được sáng lúc xe lớn này nó sáng luôn ừ là cái gen này nó như là nó hơi sập rồi ừ sạch á xem dạ, tốt á thì cái này cũng lựa lựa những cái gen xịn mà phải nạp dạ. cạc cho nạp cũng hơi nhiều quá <laughs> sách ba con này nạp cũng hơi nhiều quá bây giờ nghe đồn diện tích thẹp bây giờ đến sáu con nữa trời ơi sáu con <laughs> là, diện tích hẹp thôi bị đỉnh bữa nào qua diện tích hẹp rồi <laughs> à. À, diện tích thẹp anh tin ơi à, bữa nào qua nha tin lúc này nhiều à gọi là nhiều 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 cũng nạp cạc hơi mạnh á bữa mới nạp con con tobago á à. à, con nó đỉnh con đó là đẹp nhất việt nam rồi đúng không Đẹp nhất rồi. À. À, nó nó gọi là hoàn hảo luôn các bạn. Thường thường mấy mấy bạn lớn này rất là khó giữ. Nhiều khi á, những con mà nó sung quá, nó quất đuôi vô chuồng á thì nó bị Mình gãy, uh, gãy cái, cái chót đuôi ha hoặc là những cái nó tệ hơn nữa thì nó tông rồi. hư mỏ ồ công đứng luôn kìa <laughs> dán keo dán sắt luôn rồi thôi <laughs> thôi hơi bị Ê, đỉnh Ê. hơi bị đỉnh công đích lên để đâu là đứng đó luôn Hồi nãy em nói em đòi phối đó. Đó. đòi bố nó dở đuôi lên còn đòi hỏi à, nữa đây, đây là biểu hiện cứ tới mùa này, mùa này đó. đưa lên gì mà dẫn gì đưa luôn lên mà. mà dẫn vậy là mà tới chịu ơi chịu á tới nái rồi. Rồi đừng chịu qua camera rồi làm đi em <cười> <cười> Ok à, Những con mà nó phản tiêu cực nó tệ hơn nữa là nó sẽ tông hư mỏ hết đó cho nên là bữa anh anh tin bên diện tích hẹp mới sưu tầm được cái cái con tobago đó là đỉnh á à, mình có alo cho anh tin rồi hôm nào sẽ qua quay cho các bạn coi hẹp thôi hẹp nhưng mà không có thường ha toàn là đồ đỉnh lên đó không à quái đó hoàn hảo luôn đúng không dạ. gai mũi này nọ các thứ là còn nguyên thì em thấy cảm thấy là con bé đó ok còn nếu mà nói so đỉnh thì chắc nhiều anh em sẽ đẹp hơn nữa. Thì à, em em cứ hả? nói chuyện hoàn hảo là ok nhé. Ừ, hoàn hảo là ok. Yeah. Quá đẹp luôn, khó giữ gai mũi lắm các bạn. À, các bạn sưu tầm được một con đẹp hoàn hảo là đã khó rồi, mà các bạn giữ cho nó hoàn hảo nữa còn khó hơn nữa thì cái đó nó sẽ liên quan tới yếu tố về chuồng đồ các thứ ha. đó Chuồng nó đúng kỹ thuật thì nó sẽ đỡ hơn. Ủa? À, đừng phối, đòi thói. <laughs> Ồ sai này về mốc à. khỏe re rồi, sai này khỏe re. Đây mẹ. Đưa phối đi ông bà. Nó chạy thôi, nó theo luôn rồi. Chạng nó cũng tốt rồi. Hình như là hết anh rồi đó anh. À, ừ, kết rồi. Nó biết nghe tiếng người anh ơi. Ừ. Mới Lính. thấy con cái ê. À. Về đây bên nhau. Đẹp quá. Đẹp quá. Quá đẹp. Đẹp không? Quá đẹp luôn anh. Màu nó hơi bị nhìn giống như đá đá đó, giống đá đó. Dạ đúng rồi con này dở đuôi dở đuôi cái là cứng luôn hung luôn à hung luôn à tuyệt vời Phải, hey, tuyệt vời bé này à, uh, vô vô mùa cũng được à, uh, hàng bốn chục trứng trở lên đó dạ chắc cái đó anh ồ cái bé này nó nó đang uh, bị mệt hả ta dạ mệt nấm Ủa phải con này chuồng này không? Đúng rồi, âm thấy lên này. Là hộp kế bên. Dạ, 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 dạ. Bé này bên này phải không ta? Dạ đúng không Sao ừ. anh em anh em nhìn thấy Thanos phê không? Quá phê luôn đúng không? À, mình cũng đang hóng mùa này mình sẽ làm ra được Thanos ha Đây là những bé này chắc rét hết gì nè mà không. cũng đặc biệt quá Mấy bé này là sản phẩm làm bán ra còn tồn lại nó mùa này anh, à tồn lại là mùa này bị lỗi mắt này kia đó. à có lỗi mắt bé này hơi nhăn cái đuôi nè, dạ, tùm lum cái chân á, đây giống như là còn lại hết đó, hai bô con bé hai bô, dạ, có mấy bé này Còn hon này kia đó mấy bé mà bị đặt lỗi này kia đó, À còn như đó mùa này, ừ, quá hay rồi mùa này là em cũng đi nó gọn lắm rồi, đi hết rồi, quá ok bé hai bô màu đẹp nè, có lỗi đuôi ngắn đuôi đây là toàn bộ lỗi quá. Oh, ok, bây giờ mình sang hàng ngoài 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 gu ra. Nãy giờ cho các bạn coi mấy con hàng đỉnh này ha. Nói chung là nếu mà nói về gu á thì những cái bộ gen mà đang sang có mà nãy giờ mình giới thiệu á nó cũng thuộc dạng những cái con mà chất lượng cao á, những cái bộ gen chất lượng cao á. Thì bây giờ cho bạn coi con này. Đó. Đây là Bullfrog ha Bé này bao nhiêu ký rồi em? À, vừa hỏi cân là được ký ba đó anh Trời ơi, có bạn thấy con con ếch nào một ký ba chưa? Con ếch nào một ký ba chưa? Nè, bàn tay của mình nè Bàn tay của mình là thuộc dạng bự nè Đó mà che không hết được bạn ếch này luôn á này em nuôi là chỉ cần nhiêu đây thôi hả em? Dạ, nhiêu anh Chỉ cần nhiêu đây là đổ nước sắp sắp vậy thôi hả? Tại nó, 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 kiểu như là nó cái nó, nó, quen cái cách nuôi luôn rồi à, nó Chứ quen mình không chứ... cần thiết tới, tại quan trọng là trước khi mình nuôi đó, mình quan trọng là cho nó cái thói quen của nó là thế nào mình thấy cái chuột của nó thôi chứ không có gì hết có cắn không không cái này không sai này chắc uh, ăn tới chuột luôn đúng rồi em cho ăn chuột ăn cá luôn cái lóc nhỏ hai tay để nguyên con vô trong tự tắm tự táp luôn dạ này uh, một một tuần ăn mấy bữa ta em đang giảm cân cái nó là từng ăn cửa <laughs> từng ăn <laughs> dạ, cử ăn dạ. giảm cân dạ chứ ăn nhiều quá chắc nó nó mọc đó, nó hơi phệ hơi phệ luôn bữa bữa nay là nó hơi săn hơi đó, anh chứ không săn bữa hổng là nó phì ra luôn còn do chà bè luôn hả chà bè nhìn giống phim tiệt đỉnh công phu quá ha đúng rồi <laughs> 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 cái ông đầu hói á gì à, cáp mô công cáp mô công cái dáng này nằm hỏi ba lên quốc anh nam này <cười> <cười> này là là bull các bạn ếch bò ha rất là khủng luôn ủa cái dòng ếch này nó có kêu không ta nó có phồng má nó kêu đâu này không anh không anh nó nằm im nó chỉ tiếp xúc với cái nó mới phùng má thôi à ừ. này có thử sinh sản chưa à, bữa hổm có nhập thêm con cái mà nó bị chết anh à dạ thấy có mấy anh em chơi chi dòng này cũng cho sinh sản mà em thì em cũng không muốn sinh sản dòng này nữa chơi ừ. chơi thôi chơi chơi thôi dạ con này mát sai chưa ta chưa cái này chỉ là một phần ba của nó thôi ôi mỗi một phần ba thôi hả dạ cái này mát sai nó bằng phần, phần nửa cái cái mâm trời ơi con này con này, con này nuôi em nuôi mấy năm rồi con này lúc em mua là nó cũng hơi trọng trọng rồi em à. nuôi thêm một phần năm rưỡi năm rưỡi nữa theo em phải năm rưỡi rồi đó à là lên khoảng cỡ hơn phần nửa này đây các bạn nếu mà má size của nó là bằng nửa cái thùng này ha dạ. Đó. là trung bình khoảng hai kg rưỡi ba kg anh trời ơi cái này mới có ký mấy à hãy cầm lên cho các bạn coi nha <laughs> ôi à. ghê chưa tay chân ảnh nè tay chân có ngón nha tay chân có ngón đàng hoàng nha đực hả em bé đực Nụ, à. Ô thường thường như như dòng ếch nó có màng, chân nó có màng mà con này nó không có màng ta. Như màng chân sau hả? Dạ, à, màng chân sau. Này nó bơi. Em chân sau. Cái xe này đang chuột ăn chuột ăn gắn được hết trơn anh. Ăn rắn luôn. Nó nó kháng, nó 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 có cái uh, cái cái kiểu như là kháng những cái kháng độc rồi hả? Dạ giống như vậy đó. Ồ. Khi gắn mà cắn nó là nó sẽ dùng cái mình nó lên cứng lên là cắn tự động nhả cái miệng ra được. À. Nó không phải dính cho mình nó được. Như chuột vậy luôn dính cắn không dính luôn cắn không dính. nó dài đúng không dạ nè nó phồng lên nè các bạn cái lúc mà nó cắn vô nó phồng lên sao như là giống như là nó kháng lại cái dính cắn đó. Ừ. em đã thử rồi Hạ ăn chuột chung luôn nó cắn một chuột một chuột cắn nó mà ừ. không sao bự rồi ở già nè nó... đặc biệt cái dòng này nó không bị nhớt anh không nhớt anh lau khô rồi nắm chơi thoải mái nó không bị nhớt cái cái chỉ nhớt à ở khu luôn rồi cái lỗ mũi anh thở phì phò gió nè <laughs> Thở phì phò, phì phò luôn nè Khủng bố chưa các bạn Quá phê đó Đúng là nó có nhớt nhưng mà chùi qua là nó khô, chứ nó không bị nhớt nhớt nh 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 nhớt ha Hay. Còn bên kia là, à, cái gì, <laughs> ruột cá sấu hả? À. Rùa cá sấu ừ. à oh, mấy con này nó uh, không giữ nha anh giữ đúng không? Dạ là đừng đừng cho tay vô này cho tay vô là mệt nha các đó. bạn nha nó nó cái, nó cái dòng này nó háo ăn háo ăn nếu như mà ai mà uh, đã từng cái nghe những cái câu của người xưa nói mà rùa cắn không nhả đó là <laughs> những con này ai à, những con này nó 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 rất là háo ăn mà nó cắn rất là dữ anh bắt phía sau là bình thường anh. đó đừng bắt ngay miệng thôi cái da trên này giống cá sấu ha cái đầu nó cũng giống cá sấu trên mình nó có những cái gai nè này. <laughs> này nó nó là dòng rùa cổ đại luôn phải không ta dạ nó xây khủng là lên tới khoảng gần một mét nữa. trời ơi một mét đó các bạn là bên nước ngoài cầu việt nam thì em thấy tầm khoảng cỡ bà sáu bít thấy to rồi cái này anh cắn ghê lắm nha các bạn các bạn mà đi uh, mấy cái điểm tham quan khu du lịch mà thấy mấy con này á là à nhìn, nhìn thôi ha, đừng có mà, 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 mà <laughs> nghĩ là gì đó rồi lấy đồ ăn đút 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 vô nhà lên nó cắn là gớt ngón tay luôn á. Tụi này nó người ta test á cảnh báo cho các bạn á, người ta test là để cái lon bia hay lon nước ngọt nó cắn một cái là xì luôn á. Dạ. Dữ lắm á, cái hàm nó rất là khỏe ha. Đó. Thì nếu mà chúng ta có bắt á thì chúng ta bắt đằng sau, né cái miệng nó ra. anh cũng mạnh dữ đó dòng này rùa chân nó có màng nè màng để nó bơi lội cho nó dễ nè đó và nó có đuôi ha đuôi rất là dài đuôi có những cái gai này nè nhìn giống cá sấu không đó, gọi tên là có nguyên nhân ha thường thường những cái dòng rùa khác thì đuôi nó ngắn hơn con này đuôi nó dài hẳn ra phía sau luôn bạn này bự hơn bạn kia nè nè cặp được cái không em dạ được cái anh đó này mình phân biệt được cái sao em lúc em chơi em nói được cái em đem về em nuôi thôi chứ à, cũng chưa có nghiên cứu <laughs> này à. Em, biết, à em cũng biết được cái là sao nữa nào để mình nhìn coi có sự em khác biệt chơi dòng này nhìn có sự khác biệt chưa Cô Trần Nha Nam quốc cái thành nam chín ngón luôn á Cái cổ, cổ dài đó Cổ nó dài ạ, à, cổ dưới dài à. Ui đó rồi họ được họ, họ cái tay ra ừ. nhìn coi có gì khác biệt không thường thường á cái dòng rùa nước á người ta sẽ coi đuôi và người ta coi cái móng à, đối với lại gì ta ở à đó mình nuôi cái gì quên này à, tay đỏ rùa tay đỏ đó thì à, móng dài đuôi dài là đực móng ngắn là cái còn cái này thì mình thấy móng nó cũng tương đối là nó nó ngang ngang nhau à phần yếm phần yếm phần yếm á à, cái con rùa cạn đó các bạn con đực á là yếm nó lõm nhưng mà đối với lại con rùa nước á thì yếm nó không lõm ha lý do là ở dưới nước thì nó 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 không trọng lực cho nên nó không có cần cái phần lõm đó để nó nó gá nó giữ trong cái việc giao phối rồi không biết gì luôn <laughs> nhìn thấy giống nhau quá à. À có một điểm khác nhau Không biết phải không Mình thấy con này cái cái hậu môn của nó nằm sát cái phần yếm hơn Ê, Ây da trời Cắn anh vậy Ủa, Không ai cất dạ, con kia Còn con cắn anh chứ Còn con này thì nó xa hơn Cái này nó nằm xa đây hơn Thôi không giỡn nữa mấy đứa giỡn cọc quá <cười> <cười> Ok các bạn Nói chứ cũng không nên Làm phiền nó quá ha lâu lâu ghé chơi quậy quá Em nói gì em chưa đụng đến đó giờ chưa đụng luôn à đụng mà đụng hơi hơi chứ không đụng nhiều anh ok các bạn rồi chúng ta đi tham quan một dòng của sang nguyễn vlog đúng không cái kênh farm, không? sang nguyễn farm sang nguyễn pham à, à mọi người à, à, nếu mà yêu thích iguana thì có thể à, theo dõi kênh youtube của sang nguyễn farm cũng rất là thường xuyên chia sẻ những cái à, kinh nghiệm lai tạo cũng như cái cách chăm sóc cho anh em hình như em có làm thức ăn nữa mà dạ cái đó là em chỉ là sài trong nội bộ thôi. À sài trong nội bộ dạ. cái farm mình thôi đó. Dạ. Rất là ok luôn. Đây các bạn, đây 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 đây. Đây cỏ đây. Anh em uh, có thể uh, subscribe kênh YouTube ha, Sang Nguyễn Farm. Dạ. Với lại có số điện thoại đây. Anh em ở khu vực uh, khu vực An Giang, cái dầu vòng vòng đây hoặc là toàn Quốc luôn có thể ship toàn Quốc ha nếu anh em có nhu cầu sưu tầm cho mình những bé. Đây là cặp uh, cặp laser mà nãy dạ. giờ mình có giới thiệu á. Dạ. Đó là gọi là 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 hình mẫu của chạy ha ok à, mặc dù nó cái khuôn viên của mình nó có chút xíu vậy thôi nhưng mà những cái con mà gọi là à, đỉnh cao của bộ môn là nó đã nằm ở đây rồi à, con này à, được mệnh danh là king iguana ha lý do king iguana mình cũng có nói rồi là trên đầu nó có những cái hai cái bú đầu nó có cái vương miệng á giống như là đứt vua vậy đó à. đây là con cái đây cái này em em tự thiết kế lại à. dạ. nhiều khi tới cái mùa phói á mùa phói em, xung quá à? nó dở lên luôn không dạ. mà tụi nó khô nó em nó biết mở cửa luôn á đó. Dạ. đó đây là cái dòng à, gọi là à, top đầu nhất hiện nay à, Lesser iguana được gọi là king iguana ha đây là vợ nó đó vợ nó còn đây là nói về 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 cái dòng còn đây là một cái bộ gen Gọi là bộ gen mà Đương đại, xịn nhất hiện nay Đó là cái gen à, 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 Gọi là top đầu á, top đầu Đấy, nhất hiện nay, đây nó là nó bộ rồi. gen con thanos Đó, thì chúng đó. ta à, Có thể tham quan Quá còn, hay Năm thích con này. Không? Rồi à, Sau khi mà nãy giờ mình nhờ Sang chia sẻ tham quan một vòng mà bây giờ Sẽ <laughs> Gũ ghê sang hít đất ha cho nó đúng với lại cái cái tác phong của clip nam ngô à, thiện Râu hồi nãy nói anh nam ơi bữa nãy anh nam lên clip cho em hít đất chung vậy giờ bắt nó vô hít đất luôn bào hết dĩa cơm ra ăn dĩa mới giờ giờ hết hả giờ hết luôn hết luôn hết hết Ê còn nữa ủa em nuôi này em nuôi dế hả dán dubi anh dán à, dubi em dành dạ, cho con nào ăn dạ em nuôi chơi với, cho cái gồng ở trước nhà ăn á à, đây Để là dán dán dubia nè các bạn bữa mình qua nhà của của quốc cũng đã cho anh em coi sơ sơ rồi thì ở đây sang nuôi nhiều hơn em nuôi ôi. trời ơi trời ơi đẻ kìa em cho ăn bé nó ăn gì à bí đỏ thấy nó à, còn bí đỏ ăn rau của bí với của gồng nè rồi thêm à, thêm rồi. Của gà rất là hay các bạn ha có nghĩa là À, chắc mình về mình sẽ sẽ đắp một cái chỗ mình nuôi có nghĩa là bé nó ăn những cái phế phẩm những cái đồ dư đồ của igu đúng không em dạ đúng không có nghĩa là nó nếu mà ở một cái góc nhìn nào đó là nó cũng gọi là bảo vệ môi trường đó các bạn tức là tiêu thụ những cái sản phẩm dư thừa à, đây là những bạn dán dán buna à, mình đã có dịp giới thiệu với các bạn rồi ha nó nó không có hôi à, nó không có hôi và giống như theo quốc chia sẻ đó là phải nuôi nhiệt độ mát thì nó sẽ không có cánh còn nuôi nhiệt độ nóng thì nó sẽ lên cánh bình thường nói chung là tụi này nó nó khá là sạch sẽ sạch sẽ từ cái nguồn đồ ăn cho tới cái mùi của nó nó không có quá gây dạ, gắt rồi. đó rồi ok em ơi bây giờ mình hít đất ở đây đi hít đất ở đây xong ấy mình sẽ tiếp tục đi khoảng bốn chục cây số nữa mình sẽ xuống nhà bàn đó là chỗ của lê duy tân lại tiếp tục làm clip cho anh em xôi ok <laughs> lên được <đường. cười> luôn anh xuống Yo. Ai. Đi theo làm cái gì? <laughs> Ai kêu em sung, em đòi sung, Càng <laughs> nói thích càng mệt. Mất mẹ dễ cầm súng. Yo. Trời ơi em nó đi ok các bạn hy vọng là những giây phút nãy giờ giúp cho các bạn vui nha hẹn gặp lại bye bye